Đây là có cả Huynh Nhất Chân này, rồi là Trần Hoa là bạn bộ đội này, Thuận cũng bạn bộ đội này. Cảm ơn mọi người nhé. Hôm nay mới là cúng tuần thứ hai cho mẫu thân của Tuấn. Thì bây giờ là đại diện cho gia đình của các anh em, có cả chị dâu cả, rồi là tất cả các em cô là ra đây gọi chuộc một ít mạng chúng sinh, thành tâm là chuộc mạng chúng sinh, ra đây là phóng chúng sinh. Bây giờ bảo là đi sáng nay, nhưng mà sáng nay là có các thầy ra cúng tuần ở nhà, thế rồi sau đấy lại vào chùa để tụng kinh với lại đấy với khóa lễ buổi chiều của các thầy, cho nên là đến bây giờ mới ra được hơi muộn một tí, nhưng mà muộn cũng còn hơn không. Hôm qua là phát nguyện là hôm nay đi phóng sinh. Ôi chị ơi, đừng vứt ra xa, sau nó bò vào chết. Chị cứ để ốc nó thả gần thôi, vứt ra xa kia sau nó bò vào chết. Rồi, chị thả gần đấy thôi. Đấy, chạch thì thả thế nào cũng được. Không, xa rồi nó bò chết chứ coi như mình làm sao mà không có tạo nghiệp cho nó. Thế là thả cho nó, phải để cho nó phải thuận lợi, nó mưu sinh, nó sống chứ. Sau nó bò gần chết vào mới vào nơi. Đấy, đây là gieo duyên để gọi là tất cả các chị em là trong gia đình là. Đấy, chị đừng để cho chú ốc nào ở bên trên thì sau nó chết mất thì khổ lắm. Cho xuống hết, vâng. Đấy là đấy, bốc thả chạch. Cái gì là Phật? Chúng con thành tâm nguyện cho chân linh của mẫu thân Nguyễn Thị Mạc, hiệu Tĩnh Bạch, phần mộ táng tại nghĩa trang gia đình xóm Nhân Hòa, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, sớm được siêu sanh về miền tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nó chóng mặt nó chết. Thế còn dội nó chóng mặt nó chết. Chóng mặt chết là sao được, chạch thì nó sống dài lắm. Mình chỉ đổ, nếu có chóng mặt thì chóng mặt một tí là chưa đủ để say. Mình chóng mặt thì nó chóng mặt. Chứ nó không chóng mặt thật. À. Sao gom tứ bóng vào để lên bỏ vào thùng rác. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đấy, đúng rồi, đấy, đấy đúng bài đấy. Đấy, lúc bọn anh đi phóng sinh là đều đổ như thế hết. Bên này mang thau xuống, mình múc từng thau một, mình ở kia kìa. Chưa rồi. Vào cái lúc kia là, đây là nước nó xuống, đây là nước nó xuống. Chứ còn lúc kia nước nó cao mà. Mang lên trên kia có thùng rác ạ. A Di Đà Phật, cảm ơn mọi người nhé. Anh ơi, em là Hồng, sớm là vợ của anh Trương Thành Tiến ở Lục Lam, Bắc Giang, và anh Thuận ở cùng đồng ngũ với anh ạ. Và xem thấy anh là người thật là tuyệt vời. Ôi trời, làm gì đã tuyệt vời đâu. Cảm ơn nhé, khen quá. Vời em chúc anh chúc mừng phước lành anh ạ. A Di Đà Phật, cảm ơn nhé. Mình cảm ơn bạn nhé, nhưng mà khen hơi quá, mình chưa làm được thế đâu, mình đang phải cố gắng nhá. Cảm ơn mọi người đã ban khen nhá. Mình còn phải cố gắng rất là nhiều đấy. Cho nên là hôm nay gọi là thành tâm gia đình có một tí chút thôi, để gọi là hôm qua phát nguyện là hôm nào cúng tuần thì cũng đều đi phóng sinh để hồi hướng cho mẫu thân. Thân mẫu vừa mới khuất bóng được. Đây là tuần thứ hai, là 14 ngày. Thì chia sẻ về hình ảnh với mọi người là để gọi là cũng mong nhận được sự hoan hỷ của mọi người. Vì là
là anh em ở trong nhóm thiện nguyện Từ Tâm cũng dành rất nhiều sự quan tâm, ưu ái cho gia đình và cũng cho mẫu thân của Tuấn. Rất là nhớ anh chị em, nhưng mà công việc gia đình đợt này cũng phải chăm lo cho mẫu thân, cho nên là cũng chưa tham gia được với anh em, cũng cáo lỗi với anh em. Qua với cái tuần này rồi thì sẽ lại tham gia công việc với anh em. Nên cảm ơn.